Ok, xin chào mọi người. Thì có nhiều bạn trong trong cái nhóm của mình bảo là vẫn đang rối cho cái việc là phân biệt giữa POS và chóc, đúng không? Ok, thì trong cái video ngắn này mình sẽ nói nhanh về cái việc là phân biệt chóc và POS. Thì ở đây á, rất là đơn giản thôi. Cái này nó không có cái gì nó quá là khó khăn đâu. POS nó là gì? Nó là một cái sự phá vỡ cấu trúc, đúng không? Phá vỡ cấu trúc và nó tiếp tục theo cái hướng mà nó đã phá vỡ ban đầu, phá vỡ cấu trúc và tiếp tục xu hướng mà nó phá ban đầu của nó đấy. Còn chóc, chóc tiếng Anh nó gọi là change of character ấy, thì nó có nghĩa là ok, thay đổi thuộc tính. Thay đổi thuộc tính ở đây thì nó được xem là một cái bước ngoặt của thị trường, là có thể là nó có thể là từ tăng chuyển sang giảm hoặc là từ giảm chuyển sang tăng. Nó chỉ cho mình biết là bước ngoặt thôi, chứ chưa nó chưa phải là thay đổi nhá. Nó là bước ngoặt thôi và nó chưa phải thay đổi. Và chóc thì là gì? Thường ấy, chóc mình chỉ quan tâm là chóc nó xuất hiện khi nó chạm vào một cái POI nào đó ở H8 chứ không phải là cứ giữa đường, nó đang đi giữa đường này mà mình tính nó là chóc được, không nha. Nó phải có một cái POI nào đó để đỡ nó, thì lúc đấy mình khi mà nó phá vỡ ấy, thì mình gọi là chóc. Thì đây như này, ví dụ mình có một cái con chen như này trên tăng đấy, ok rồi nó sẽ đi như này chẳng hạn, đúng không? Thì tất nhiên POS là những cái này, đây là những cái POS, có nghĩa là nó phá vỡ xong rồi nó tiếp tục cái trend của nó, thì mình sẽ gọi đây là POS. Thì đây nó sẽ là POS đây. Ủa, chuột mình làm sao, ok là POS. Còn chóc có là thay đổi thuộc tính, có là cái bước ngoặt, có là có thể là từ tăng, đây nó đang là chân tăng, đúng không? Và có thể thay đổi tính thì đây nó đã chuyển sang giảm. Thay đổi có nghĩa là đang tăng rồi nhưng mà nó bị pha xuống, à nó cho mình biết là ok, mày có thể là mày chuẩn bị thay đổi để đảo chen hoặc là như thế nào đó đấy. Thì đây chính là chóc đấy, tương tự như đây, nó xuống đây chẳng hạn, sau đó nó tăng lên đấy, nó tăng lên, thì đây mình cũng được là gì, gọi nó là chóc, có nghĩa là nó có thể là thay đổi chuyển sang tăng, từ giảm sang tăng. Và tất nhiên nó vẫn cần một cái sự hợp lưu của một cái POI H5P, một cái POI chẳng hạn, hoặc là đẹp hơn thì sẽ là POI của H5P, của không lớn, ok chưa? Thì lúc này mình sẽ tìm kiếm chóc, tìm kiếm một cái sự đảo chiều. Đấy, thì đây là một cái cách giải thích ngắn gọn nhất cho mọi người về cái việc là phân biệt giữa POS và chóc. À, ok không? Rồi, trên chart mình sẽ có một cái như này. Ví dụ như đoạn này của vàng, đúng không? Thì ở đây mình có cái gì? À, mình có một cái POI đầu tiên ở đây ạ. Đây vào đây là một cái POI lớn đã. Ok, một cái POI lớn. Rồi. Đấy, thì khi giá nó chạm vào ấy thì mình sẽ tìm chóc, đúng không? Mình tìm chóc. Mình sẽ tìm chóc. Chóc bằng cái việc gì? À, nó đang là BOS tăng này, BOS tăng, đúng không? Phá vỡ cấu trúc, BOS tăng. Chẳng hạn, đây thì nó chưa phá, đây là mình chỉ tính đây là liquid thôi. Đó, có nghĩa là đây liên tục nó phá những cái này, đó, liên tục phá thì đây là những cái BOS. Đây chính là những cái BOS. Còn chóc thì đây, mình có một cái đáy cuối, đáy ở đây. Sau đó giá nó quét qua, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ gọi đây là chóc và mình sẽ tìm kiếm là gì? Đi tìm những cái vùng có cái điều kiện để mình sell con vàng xuống. À, tìm những điều kiện để mình có thể là sell con vàng xuống. Ok chưa? Mình tìm những cái vùng bay. Ok, mình tìm những vùng bay. Để làm gì? Mình có thể là sell con vàng xuống. À, một lúc ở đó là mình có thể là sell con vàng xuống. Đấy. Hoặc nhỏ hơn.
Ok không? Thì đây chính là gì? Đây chính là cái sự phân biệt giữa BOF và TOC một cách nó dễ hình dung nhất có thể. Đúng không? Có nghĩa là mình luôn đợi khi nó phản ứng với một cái POI nào đó thì mình luôn đợi và mình tìm kiếm một cái sự là có thể thay đổi xu hướng. Còn tất nhiên là khi thay đổi xu hướng ấy, khi xác nhận cho một cái chân tăng hay chân giảm ấy, thì nó phải có cái gì? Nó phải có, ví dụ đang tăng sang giảm thì nó phải có hai đáy, có nghĩa là gì? BOS hai lần, đúng không? BOS hai lần, có nghĩa là BOS hai lần, nhưng mà mình đợi BOS lần hai đấy, thì lúc đấy mình sẽ có là gì? Xác nhận cho cái việc là từ tăng sang giảm. Thứ nhất là hai đáy, thứ hai là hai đỉnh, đỉnh sau phải thấp hơn. Thì rõ ràng là một cái chân tăng hay một cái chân giảm thì nó phải có đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn rồi, đúng không? Đấy, tương tự như vậy đấy. Đây, mình có một cái POI rất là lớn ở đây. Đấy, mình sẽ lấy cả cái này thì có thể là cái vùng này nó sẽ ở trên H1 hoặc là H4 chẳng hạn. Thì khi cái giá nó tiếp cận được rồi thì mình sẽ tìm cái gì? Mình sẽ tìm chóc, đúng không? Ok, đây là cái đáy cuối cùng này. Yeah, cái đỉnh cuối cùng. Đấy, đến đây, ok. Chóc. Chóc. À, rồi. Thì khi nó có chóc rồi thì mình sẽ đi tìm những cái vùng mà mình có thể là gì? Bay được con bảng đi. Là nếu mà muốn chắc hơn đấy thì sao? Chắc hơn thì mình sẽ đợi phá vỡ cấu trúc lần hai, cái là đợi BOS lần hai ấy. Ok chưa? Còn cái việc là gì xác định pullback là bao nhiêu ấy là mình đã cái đấy thì mình chưa có video. Là pullback bao nhiêu thì nó sẽ dựa theo cái khung thời gian và cái số pip nó đi được để mình tính nó có phải là một cái nhịp pullback hay không. Thì có ok chưa? Như đây, ok mình đã tính nó là một nhịp pullback rồi. Thì có nghĩa là gì? Vàng hiện tại như đoạn này là nó đang chuyển sang tăng, nó đang chuyển sang tăng và mình sẽ tìm những cái khu vực để mình mua thôi. Ok chưa? Để mình mua thôi. Thì nhưng mình nhìn ở khung M5, nhìn không ở khung M5 ấy chẳng hạn này, thì ok mọi người sẽ có những cái POI như này, những cái POI như này chẳng hạn đấy. Hoặc là những khung lớn hơn, những khung lớn hơn thì mọi người sẽ có là cái cả cái khu này là một cái POI. Vì đây là một đoạn xe quay mà. Một đoạn xe quay. Đây là một cái đoạn nội quy ấy. Một đoạn nội quy ấy. Nào bóp kỹ hơn ấy, thì mọi người sẽ có cái bay ở đây. Ví dụ mở một đi. Ok. Đấy, khi bóp kỹ hơn thì mọi người sẽ thấy là gì? Ok, nó có một cái POI ở đây. À, một cái POI ở đây. Chẳng hạn, đúng không? Đây nó còn dâu nhưng mà nó chưa phải test. Hoặc là POI dưới này. POI dưới này thì giá nó đã về nó xử lý rồi, nó đã MT rồi. Thì có thể là mọi người không dùng cũng được. Ok chưa? Đấy thì mình sẽ sử dụng cái này. Vì cái này nó trực tiếp gây ra chóc. Trực tiếp nó gây ra chóc. Ok không? Ok, mình sẽ có một cái vùng như này. Và chuột của mình làm sao? Ok. Và giá nó đã gì? Nó đã về và nó test cái vùng bay của mình, nó tăng lên. Đó, ok chưa? Còn cái vùng to của mình đây, như cái vùng mà mình nói là nó đã về test này, cái OB này nó test này, đúng không? Nó test nhưng mà nó vừa chạm thôi, nó vẫn còn, nó vẫn còn. Đấy, kỹ hơn thì sẽ bắt được. Còn limit thì mình sẽ limit cả cái vùng to này. Vùng to này thì nó ở trên M30 hoặc là H1. Đó, cả một cái POI to như thế. Đâu nhỉ? Đây, nó là cả một cái OB rất là to ở trên M30. Đấy, thì cái việc chốc hay là BOS thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, không có cái gì nó quá là phức tạp trong cái chuyện là mình sử dụng nó như thế nào. Và cái chóc là một cái rất là quan trọng để mình sử dụng cho cái setup theo cái S5C của mình. Theo cái S5C của mình. Thì căn bản á, là mọi người cần phải nắm được. Đã, cần phải phân biệt được. Đấy. Ok. Đây là một xíu về phân biệt giữa BOS và chóc. Ok, hẹn mọi người vào video sau.